Thưa quý vị, nhằm đáp trả những phản ứng gay gắt của phương Tây đối với việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 3 đã tuyên bố khách hàng từ các quốc gia không thân thiện sẽ phải thanh toán khí đốt mua của Nga bằng đồng rúp. Hồi tuần trước, hãng tin Bloomberg cho biết ít nhất là 10 doanh nghiệp châu Âu mua khí đốt tự nhiên của Nga đã mở tài khoản ở ngân hàng Gazprombank để thanh toán bằng đồng rúp. Tuy nhiên, giới chức châu Âu đã bác bỏ thông tin trên. Phát biểu bên lề cuộc họp của các bộ trưởng năng lượng EU tại Brussels, Bỉ, ủy viên phụ trách vấn đề năng lượng của EU nhấn mạnh, các nước EU nhập khẩu khí đốt của Nga mà thanh toán bằng đồng rúp có khả năng vi phạm các lệnh trừng phạt nhắm vào Moscow hiện nay. Ủy ban châu Âu không có thông tin về việc bất kỳ quốc gia hay công ty tư nhân nào sẵn sàng mua khí đốt của Nga bằng đồng rúp. Thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng rúp thông qua cơ chế chuyển đổi do các cơ quan công quyền của Nga quản lý và một tài khoản chuyên dụng thứ hai ở Gazprombank là hành vi vi phạm lệnh trừng phạt và không thể chấp nhận được. Tập đoàn năng lượng của Nga Gazprom mới đây đã ngừng cung cấp khí đốt cho Nga và Bulgaria sau khi cả hai đều từ chối thanh toán bằng đồng rúp. Hiện tại, EU đang chuẩn bị gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Moscow, bao gồm lĩnh vực dầu mỏ của Nga, các ngân hàng Nga và Belarus, cũng như thêm nhiều cá nhân và doanh nghiệp liên quan. Trước đó, các quan chức ngoại giao EU cho rằng một số quốc gia thành viên có khả năng chấm dứt sử dụng dầu mỏ nhập khẩu từ Nga muộn nhất là vào cuối năm nay. Nhưng các nước khác, đặc biệt là các quốc gia nằm ở khu vực Nam Âu, lo ngại về tác động của lệnh cấm vận đối với giá năng lượng. Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây cáo buộc hơn 300 tỷ đô la Mỹ, phần lớn trong số tiền đó là tiền thanh toán cho việc giao nhận dầu mỏ và khí đốt, đã bị đánh cắp khi các nước phương Tây tịch thu số tiền dùng để trả cho khí đốt của Nga. Trong nỗ lực bình thường hóa cuộc sống hậu COVID-19, chính phủ Hàn Quốc đã bãi bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời. Tuy nhiên, dường như hơn 2 năm đối phó với đại dịch thì người dân xứ sở Kim Chi đã coi những chiếc khẩu trang trở thành vật bất ly thân và chưa thực sự cảm thấy an tâm với tình hình dịch bệnh. Từ ngày 2 tháng 5, Hàn Quốc bắt đầu bãi bỏ việc bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời. Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên thực hiện quy định trên, hầu hết người dân trên đường phố Seoul vẫn đeo khẩu trang do cảm giác chưa thật sự an tâm. Tôi thật sự nhớ những ngày trước đại dịch, khi chúng tôi không cần sử dụng những chiếc khẩu trang, nhưng tôi vẫn sẽ đeo để ngăn chặn việc lây nhiễm COVID-19. Nhiều người cho biết sẽ tiếp tục đeo khẩu trang ngay cả khi các quy định được nới lỏng hơn nữa, bởi đeo khẩu trang đã trở thành thói quen và làm việc này vì lợi ích của cộng đồng. Thực tế thì đeo khẩu trang đã trở thành thói quen hàng ngày đối với tôi, nhưng giờ đây tôi đã cảm thấy bớt căng thẳng hơn nhiều. Hàn Quốc trải qua đợt bùng dịch lớn từ cuối tháng 2 do biến thể Omicron dễ lây lan. Đất nước 52 triệu dân này đã ghi nhận gần 17,3 triệu ca nhiễm, trong đó có gần 23.000 ca tử vong. Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, trong ngày 1 tháng 5, nước này ghi nhận hơn 20.000 ca nhiễm mới. Đây là số ca nhiễm hàng ngày thấp nhất kể từ ngày 1 tháng 2. Hiện tại, việc đeo khẩu trang vẫn được duy trì tại các địa điểm trong nhà và những sự kiện có từ 50 người trở lên ngoài trời. Nhà chức trách cũng khuyến khích đeo khẩu trang nếu người dân cảm thấy không yên tâm hoặc không thể giữ khoảng cách với người khác từ 1 mét trở lên. Chính phủ Tây Ban Nha thông báo điện thoại di động của Thủ tướng nước này Pedro Sanchez và Bộ trưởng Quốc phòng Margarita Robles đã bị nghe lén bằng phần mềm gián điệp Pegasus. Theo truyền thông phương Tây, phần mềm gián điệp Pegasus đã được sử dụng để nhằm mục tiêu vào nhiều quan chức cấp cao thuộc Liên minh châu Âu. Hiện tại vẫn chưa rõ quốc gia nào đã sử dụng Pegasus để thực hiện các cuộc nghe lén này. Trong khi đó, nhà sản xuất phần mềm gián điệp Pegasus là tập đoàn NSO của Israel đã liên tục phủ nhận phần mềm gián điệp này đã được sử dụng để theo dõi các quan chức châu Âu. Công ty này tuyên bố sẽ hợp tác trong bất kỳ cuộc điều tra nào để xác định xem liệu có xảy ra hành vi lạm dụng sản phẩm của họ hay không. Liên minh châu Âu EU đã cáo buộc Apple vi phạm trong việc chặn các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba truy cập kết nối không dây tầm ngắn trên hệ thống ví di động Apple Pay. Động thái này sẽ mở ra cuộc chiến pháp lý mới giữa EU và tập đoàn công nghệ của Mỹ. Theo cuộc điều tra do EC tiến hành từ năm 2020, Apple sử dụng chức năng Tap as you go của iPhone cho Apple Pay mà không phải là các dịch vụ của bên thứ ba khác như là PayPal hay là Venmo. Hành vi này nếu chứng minh được có thể coi là sự lạm dụng vị trí thống trị và như vậy là trái phép theo các quy định của EU. Nếu bị kết tội thì Apple có thể phải nộp phạt tới 10% doanh thu toàn cầu.
Tính đến cuối tháng 3, Apple đã phải chi hơn 45 triệu euro tiền phạt liên quan đến các hành vi độc quyền. Thưa quý vị, quê hương của Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết gần đây được biết đến như một trung tâm công nghiệp ở miền nam Ukraine. Nhưng với việc các lực lượng Nga đang tiến quân ở khu vực Kherson gần đó, Kryvyi Rih giờ đây cũng đang trở thành nơi trú ẩn cho những người tị nạn. Những ngày gần đây, thì thành phố Kryvyi Rih miền nam Ukraine đã trở thành trung tâm của hàng trăm người sơ tán, bao gồm nhiều trẻ em và người cao tuổi. Trung tâm công nghiệp này cũng chính là quê hương của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tại đây, ông được cư dân địa phương đánh giá cao. Hầu hết những người đã đến trung tâm cộng đồng ở đây để được hỗ trợ là người từ vùng Kherson gần đó, nơi lực lượng Nga vừa tuyên bố giành quyền kiểm soát. Phó thị trưởng thành phố cho biết số lượng người Ukraine di tản đến từ Kherson đã lên đến 1.000 người mỗi ngày. Hầu hết họ không có kế hoạch ở lại lâu vì nhiều người lo sợ rằng Kryvyi Rih cũng đang ở ngay sát vùng xung đột. Có một lâu đài mở rộng cửa đón người tị nạn Ukraine. Người dân Ấn Độ hiện đang phải chật vật vượt qua đợt nắng nóng khi nhiệt độ trung bình ghi nhận được trên toàn đất nước này cao kỷ lục, dù thời điểm này mới là đầu mùa hè. Khu vực Tây Bắc và miền Trung Ấn Độ vừa ghi nhận tháng 4 nóng nhất trong vòng 122 năm qua. Theo Cục Khí tượng Ấn Độ, nhiệt độ trung bình cao nhất tại khu vực Tây Bắc nước này trong tháng 4 vừa qua lập kỷ lục mới là 35,9 độ C, trong khi tại miền Trung là 37,78 độ C. Ở thủ đô New Delhi, nhiệt độ đã tăng vượt mốc 40 độ C trong vài ngày qua và được dự báo sẽ còn chạm ngưỡng 44 độ C trong tuần tới. Trong bối cảnh điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhiều người dân sinh sống ở thủ đô New Delhi đã tạm thời chuyển đến sống tại khu vực Dehradun, nơi có nhiệt độ thấp hơn. Ngoài ra, người dân cũng hạn chế ra đường vào những giờ cao điểm và được khuyến cáo cần trùm khăn kín đầu hoặc cầm ô che nắng khi ra ngoài. Những đêm nhiệt độ cao kéo dài có thể gây ảnh hưởng chết người, bởi chúng hạn chế khả năng hồi phục của cơ thể trong sức nóng ban ngày. Đây là vấn đề nhức nhối bởi phần đông dân số Ấn Độ không có điều hòa. Tình huống này gây nhiều khó khăn, đặc biệt đối với người cao tuổi. Bạn bè của tôi lên kế hoạch đến thăm tôi 4 năm ngày, nhưng vì quá nóng nên họ không thể ở lại lâu được. Hiện thời tiết có dịu đi chút ít và chúng tôi định đi thăm các di tích. Nhưng thành thật mà nói, với thời tiết như thế này, không ai có thể chịu nổi cả. Giới chuyên gia y tế Ấn Độ cũng cảnh báo các vấn đề về sức khỏe có thể sẽ xảy ra trong khi đợt nắng nóng tiếp tục kéo dài. Cơ quan khí tượng nước này dự báo nhiệt độ sẽ vẫn duy trì trên mức 40 độ C vào những tuần tới do mùa mưa sẽ đến muộn. Bộ Y tế Indonesia khuyến cáo người dân tăng cường theo dõi và cảnh giác với bệnh viêm gan cấp tính ở trẻ em sau khi nước này ghi nhận 3 trường hợp bệnh nhi tử vong nghi ngờ do bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân. Trong thông cáo báo chí, Bộ Y tế Indonesia cho biết 3 bệnh nhi tử vong có các triệu chứng như là buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy nặng, sốt, vàng da, co giật và mất ý thức. Bộ khuyến cáo phụ huynh nên đưa trẻ em có những biểu hiện này đến bệnh viện sớm. Hiện Bộ Y tế Indonesia đang tiến hành điều tra nguyên nhân gây ra bệnh viêm gan cấp tính thông qua một cuộc kiểm tra toàn diện về virus.